Xin chào tất cả anh em buổi tối nhé. Chúc anh em thoải mái trên toàn quốc một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Và sau đây là mời anh em ghé tham quan lớp học của Tiến Bình Dương. Mời anh em ghé thăm lớp học của Tiến Bình Dương nhé. Đây là buổi học cuối khóa của anh em khóa học lớp đêm sau mùa dịch. Đây là những thành viên mà đã tham gia khóa học đêm mùa dịch vừa qua. Vì lý do là mùa dịch quá cho nên là anh em không thể học hết khóa được. Cho nên là hôm nay là buổi cuối cùng của trong cái tuần, là buổi học cuối cùng. Nên là anh em ngày mai được nhận giấy chứng nhận hết rồi. Thì đây là cái nơi để cho anh em nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi về công nghệ điện, xe gắn máy đời mới. Và bây giờ anh em đang hứng thú với cái bài học khóa tư trên dòng xe Piaggio. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em buổi học về khóa tư, cũng như là chia sẻ cho những anh em trên kênh Facebook và YouTube. Rồi, anh em để mình hướng dẫn nào. Đây, các bạn sẽ ở đây, các bạn sẽ xem. Đây là những gương mặt tiêu biểu sau mùa dịch ấy. Mặc dù chưa có xe Piaggio nhưng mà tuy nhiên thì cũng nhắc nhở, nhắn nhủ đến anh em biết rằng là Piaggio thực ra thì không có khó đâu các bạn ạ. Thực ra Piaggio thì nó có hiện tại bây giờ ngoài thị trường thì nó có hai dòng, hai đời xe. Một đời xe là nó cũng sử dụng công nghệ là IC tích hợp trong bộ họng ga. Còn một đời là IC nằm rời bên ngoài như những xe đời mới bây giờ. Thì trước mặt các bạn đây là một cái mô hình của Piaggio ABS, Liberty ABS. Thì chiếc xe này nó không trang bị công nghệ họng ga cùng IC đích chung một cục. Và đây là hệ thống đi rời, tức là họng ga riêng và cục IC riêng. Thì nhiều anh em bảo thắc mắc về hệ thống Piaggio. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với anh em như sau. Thực ra thì hệ thống của Piaggio nói về riêng về hệ thống sạc và hệ thống phun xăng điện tử thì nó cũng tương tự như những dòng xe phổ thông ở bên ngoài như là Honda và Yamaha. Nó không có gì khác cả các bạn nhé. Cầu trì không đo như vậy em. Cầu trì là em phải đo ấy chứ. Em phải đo một dây âm, một dây dương chứ sao lại đo hai dây với nhau. Một âm, một dương nhé. Thì thực ra thì anh em quan sát, anh em để ý là thực ra Piaggio á thì nói về phun xăng điện tử thì nó cũng tương tự như những dòng xe phổ thông thôi. Nó vẫn phải có các cảm biến, nó vẫn phải có ECM, rồi nó có các bộ phận chấp hành, bơm xăng, kim phun, mô bên sườn. Tức là nó vẫn có tất cả các hệ thống đó như một cái hệ thống ở dòng xe Honda. Tuy nhiên thì nó chỉ khác một chút xíu về cái hệ thống bảo mật thôi. Thì thực ra nói về cái hệ thống bảo mật thì nhiều anh em là còn đang thắc mắc và nhiều anh em là bỡ ngỡ. Thì tuy nhiên thì thực ra thì anh em không nên sợ, cũng không nên phải bỡ ngỡ gì hết nha. Chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản này thôi. Khóa thông minh, những dòng xe khóa thông minh của Honda và Yamaha, Suzuki các bạn còn không sợ thì cái Piaggio các bạn cũng đừng sợ, bởi vì nó đơn giản còn hơn khóa thông minh rất nhiều nha. Đơn giản hơn rất nhiều. Thì hôm nay đây là một cái mô hình cũng tương tự như một chiếc xe của Piaggio Liberty ABS như sau. Thì đây là các cái chi tiết trên xe nha các bạn. Đó, sạc, bình điện, cảm biến oxy, IC, motor đề, cảm biến góc, van cầm chừng, cảm biến nhiệt độ, kim phun, cảm biến TP, mô bin sườn, công tắc chống ngang. Nói chung là tất cả các hệ thống phun xăng điện tử của Piaggio không khác gì Honda hết các bạn nha. Không khác gì Honda cả đâu. Rồi, thì nói chung thì Piaggio nó chỉ khác một phần. Đây, anh em ra đây, thầy Minh Ngoại đây.
Motocan cũ không có, Motocan cũ anh ơi. Đây thì các bạn đấy nhá. À, thì đầu tiên thì thẳng trải qua là thực ra cái khóa từ thì các bạn cũng hiểu đơn giản thôi, nó cũng tương tự như cái hệ thống khóa thông minh smart key. Được chưa? Đó. Thì chẳng qua nó khác ở chỗ là cái khóa, cầm một cái remote đây cho thầy, thầy minh họa cho anh hiểu. Cầm remote đây. Cầm cái remote này. Mấy ông kia ra đây thì chỉ cho là nhanh lên, không có dạy lần hai đâu nhé. Đây thì thực ra là như thế này, cái khóa thông minh á thì chẳng qua là nó sử dụng remote. Đó, remote thì có nghĩa là cái công nghệ gọi là công nghệ sóng radio, sóng xa, gọi là sóng xa đấy. Còn trên dòng Biro á thì công nghệ của nó cũ hơn, là nó sử dụng gọi là con chip từ. Thì con chip từ nó được đúc ở trong hai cái chìa khóa này. Thì đối với Biro thì nó có hai cái mã tương tự, một mã chính, một mã phụ. Thì thông thường của dòng Biro thì chìa low nó là mã chính, cái chìa xanh là mã phụ. Thì cả hai chìa này đều có thể làm để nổ máy được. Tuy nhiên thì ngày xưa công nghệ chưa nhiều, máy móc chưa nhiều, thì chúng ta phải nhờ cái chìa gốc này để đánh được ra nhiều chìa phụ. Còn bây giờ thì nó khác rồi, bây giờ thì hai chìa này một chìa cũng được, các bạn đánh 10 chìa, đánh 100 chìa cũng vẫn được, không vấn đề gì hết nếu như có thiết bị máy móc. Cho nên là nó khác hoàn toàn với công nghệ ngày xưa. Ngày xưa thì không được đâu, nhưng bây giờ được hết rồi nha. Đó. Vậy thì chẳng qua cái khóa từ này các bạn chỉ cần hiểu đơn giản là, tức là cái khóa từ nó không sử dụng cái sóng radio mà nó sử dụng là chip từ thông qua anten. Thì ở trên dòng xe Biro các bạn để ý là trong cái ổ khóa này, khi các bạn tháo đầu mủ ra đó, là ở cái chỗ ổ khóa nó luôn có một cái vòng này. Thì cái vòng từ này các bạn chỉ cần hiểu đơn giản, nó giống như cái anten đó, và nó cũng giống y như cái chống trộm thẻ quẹt đó. Anh em ở nhà có đấu chống trộm thẻ quẹt không? Đó, nó như cái chống trộm thẻ quẹt đó. Có nghĩa là khi nào cái chip, cái chìa này nó ở gần với cái vòng từ này thì tương ứng là con chip từ đó nó sẽ phát tín hiệu qua anten này thông qua độ hở khoảng chừng 5 phân thôi. Tức là nếu có chúng ta để xa thế này là nó đã mất tín hiệu rồi ha. Bắt buộc nó phải để gần như thế này. Nó phải ở gần như vậy thì nó mới truyền được tín hiệu qua anten. Để nó gửi cái tín hiệu mã, thì cái mã này chúng ta cũng hiểu nó như smart key á, nó cũng như khóa thông minh thôi. Tức là cái mã này chúng ta cũng gọi nó là giống như mã ID á. Thì cái mã ID của cái chìa này nó sẽ gửi về ECM này. Thì con ECM này thì ban đầu nó cũng là một ECM trắng thôi. Thì khi nào mà chúng ta cài vào á thì nó mới là ECM có mã. Vậy thì khi ECM có mã rồi thì chúng ta cũng hiểu giống như khóa thông minh á, là nó đã có mã rồi thì nó không thể dùng một cái mã khác để nổ máy được. Đó. Đây, nó là dùng cái dây anten này. Dây này thì hiện tại ngoài thị trường giờ nó sẽ có hai đời xe. Một đời xe thì anten là hai dây. Hai dây thì tức là hai dây này nó từ anten mắc vòng đi lên ECM luôn, đi lên IC luôn. Nó không có thông qua điện bình nhá. Đó, cái dây anten này không qua thông qua điện bình. Còn đối với những cái dòng xe vòng từ có 3 dây thì tức là nó sẽ có một dây mát sườn với lại một dây nguồn 12V nó vào anten này, sau đó nó đưa ra một cái dây tín hiệu về IC. Đó. Cho nên chính vì vậy là nó có hai đời, một đời là 3 dây và đời 2 dây. Đó. Thì cái anten này các bạn lưu ý là các bạn khi kiểm tra thì các bạn sẽ đo điện trở hai dây với nhau. Đây, các bạn đo điện trở hai dây này với nhau này. Đó là các bạn đang kiểm tra cái vòng từ này. Thì điện trở của vòng từ này thì nó sẽ dao động khoảng từ 8 đến 15 ohm là kết luận cái vòng từ nó ok. Thì tuy nhiên cái vòng từ thì nó hay bị cái lỗi như sau. Sau một thời gian sử dụng, vì lý do là vòng từ này nó là cái nhựa đen, cho nên tháo ra tháo vô nhiều thì nó sẽ dẫn đến gãy ngàm, sau đó là bị nứt. Đó. Thì khi mà cái vòng từ bị nứt rồi á, rửa xe hoặc đi mưa, nước nó lồn vào trong cái vòng từ, nó dẫn đến cái trường hợp là nó không nhận được cái chip từ, cái tín hiệu của chip từ này để nó gửi về ECM. Và đó là cái lý do mà tại sao những cái vòng từ bị nứt hoặc bị bể mà các bạn rửa xe xong hoặc đi trời mưa xong, các bạn rửa xe xong các bạn kiểm tra đề máy là không nổ, và các bạn kiểm tra thì xe sẽ bị mất lửa, các bác. Các bạn hiểu không nào? Nó y như tình trạng chết mô bin sườn ấy, có nghĩa là khi rửa xe nước nó vào nó sẽ dẫn đến mất lửa nhá. Đó, thì đó là cái vòng từ bị nhiễu nước nha, nó bị nhiễu, nó có nước đấy. Vậy thì cái nguyên lý làm việc của nó là khi chúng ta để cái chìa vào, bản chất thì các bạn nhớ nhá, bản chất thì cái chìa này, cái ổ khóa đó thì nó chỉ là ổ khóa chìa cơ thôi. Nó vẫn như xe bình thường của chúng ta đang sử dụng thôi, xe bình thường thôi. Thế nhưng mà riêng về hệ thống bảo mật thì có nghĩa là nó có thêm
một cái vòng anten và cái chip từ này khi mở khóa lên thì nó sẽ xác nhận. Ví tôi lấy ví dụ này, chúng ta mở khóa lên này, đó. Thì lúc này cái sóng của cái chip từ với anten đã thu về gửi về ECM này rồi. Thì lúc này ECM nó mới cho phép chúng ta khởi động đề nha. Đó, cho phép khởi động đề thì động cơ nổ được. Còn đối với một số dòng Liberty đời cũ á, V3 cũ á, thì nếu mà cái hệ thống khóa từ này mà có vấn đề thì các bạn đề máy vẫn nổ được, nhưng các bạn cứ lên ga là nó đờn và lên ga là có thể chết máy ngang. Đó, thì đó cũng là lý do liên quan đến cái hệ thống khóa từ. Thì các bạn cách để làm sao các bạn kiểm tra được trong này còn chip từ hay không, thì đối với cái chìa chính này này thì quá đơn giản rồi, anh em chỉ cần mở này ra thôi, chúng ta cậy cái nắp này ra thì trong này nó có một con chip từ, là chúng ta sẽ biết ngay cái chip từ nó còn, nó không bị mất. Bởi vì các bạn nhìn đây này, tôi lấy ví dụ bây giờ tôi bỏ con chip từ ra này, tôi không sử dụng chip từ nữa này, tôi lấy con chip từ ra. Đó. Vậy thì bây giờ tôi lắp lại, đó, tôi bỏ chip từ lắp lại thì tôi cắm vô này. Đó, thì các bạn để ý trên cái đèn báo khóa đây nhá. Cái đèn báo khóa này thì nó luôn nháy như vậy á, nó sẽ nháy trong vòng tới 48 tiếng, có nghĩa là khoảng 2 ngày, 3 ngày mà chúng ta không khởi động xe thì đèn này mới tắt nha. Còn trong thời gian dưới 2 ngày là đèn này nó vẫn cứ chớp tắt như vậy liên tục. Rồi. Vậy thì nếu như một cái khóa từ mà đang hệ thống khóa từ đang bình thường thì anh em mở khóa lên cái đèn này nó sẽ tắt. Được không? Nó sẽ không sáng nữa. Còn nếu trường hợp mà các bạn mở khóa này lên mà hệ thống khóa từ nó sẽ bao gồm chip hỏng này, chip mất này, vòng từ hư này, thì các bạn mở khóa lên cái đèn anten này nó sẽ nháy hai nháy, sau đó nó sẽ sáng luôn. Đó, tức là nó sẽ sáng luôn, thì đó là có vấn đề về khóa từ. Rồi, chúng ta mở khóa lên này. Rồi, thì các bạn nhìn này đó, nó nháy cái xong nó sáng luôn. Bắt đầu sáng luôn, đấy. Thì chúng ta sẽ hiểu là hệ thống khóa từ đã có vấn đề rồi. Nó có vấn đề rồi. Đấy, còn vấn đề ở đâu thì tôi sẽ giải thích đơn giản thôi, các bạn hiểu một cách đơn giản thôi. Một là vòng từ này bị hỏng. Hai là cái dây vòng từ này không kết nối được với IC. Ba là con chip trong này có thể bị rơi, bị mất, hoặc là nó có thể hỏng mà, nó vẫn có thể bị hỏng. Cho nên nhiều khi còn chip nhưng vẫn có thể là bị hỏng bởi vì nó không còn lưu được mã. Đó. Và tình trạng thứ ba có thể xảy ra nữa là ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một cái chìa của xe khác. Đấy, các bạn cũng cắm vô. Thế nhưng mà cái chìa của xe khác thì các bạn biết rồi, nó cũng như nó rất là thông minh, giống như khóa thông minh á. Thì nó cũng có mã riêng của nó. Thì các bạn lấy một cái chìa của xe khác các bạn cắm vô, các bạn mở cái chip của con xe khác các bạn mở thì nó cũng vẫn nháy cái lỗi như vậy. Đó, thì cũng dẫn đến tình trạng là không thể ấy được, không thể hoạt động hệ thống khóa từ, không kích cho cái con ECM này mở để hệ thống nổ có thể nổ được. Các bạn nhớ nhá. Đấy, cho nên chính vì vậy. Vậy thì bây giờ tôi lại lấy ví dụ. Bây giờ chúng ta mở cái khóa từ, mở cái đuôi chìa khóa ra. Bên trong nó vẫn còn con chip này. Thế nhưng bây giờ làm sao để chúng ta biết được là, tôi lấy ví dụ giả dụ như cái xe này không phải là bị ban tự nhiên, mà xe này là bị ban do thợ làm không đúng đi. Thì như tôi lấy ví dụ như này đây, chẳng hạn như này. Đây là một cái xe, chúng ta mở ra chip còn. Thì bây giờ xe vào trong tình trạng các bạn thấy là nó cũng vẫn báo lỗi khóa từ. Thế vậy thì bây giờ làm sao để các bạn biết được là cái con chip này đúng của con ECM này? Thì chúng ta sẽ có hai cách. Tuy nhiên là hai cách này chúng ta phải sử dụng hai cái máy. Cách thứ nhất là chúng ta đọc ID trực tiếp từ con này ra. Cách thứ hai là đọc ID trực tiếp từ cái vòng khóa từ này ra. Hiểu chưa? Thì để chúng ta đọc được thì chúng ta phải sử dụng hai cái máy này. Nếu các bạn muốn đọc cái mã ở trong ECM thì các bạn dùng cái máy MST và dùng máy Motocan, tức là máy đọc lỗi là các bạn đọc được rồi. Còn chúng ta muốn đọc cái mã ở trong cái chìa ra thì các bạn dùng cái máy này để các bạn đọc. Bởi vì nếu không có máy các bạn không làm được, không đọc được nhé. Chúng ta kẹp vào âm dương bình. Chúng ta mở khóa lên. Các bạn vào phần mục Read, Read là đọc này. Các bạn nhấn Enter thôi. Đó,
Thì đây các bạn đã có mã này, 5F00000 này đó. Rồi chúng ta để nguyên như vậy. Chúng ta có thể lấy, chúng ta ghi cái mã số này lại, hoặc chúng ta chụp hình cái mã này lại để chúng ta lưu nó lại nhé. Bây giờ tôi chỉ cần nhớ được 4 số cuối này ha, là 9E B9 này, được chưa? Rồi còn 7D này thì trong máy nó sẽ nằm ở góc đầu, thì chúng ta chỉ cần nhớ được 4 số cuối này là ok rồi. Và nói chung thì các bạn cứ chụp hình lại, hiểu không? Chụp hình lại rồi các bạn so sánh với trên máy. Bước tiếp theo là các bạn đọc trên máy. Đọc trên máy thì các bạn sẽ ở cái ngay khu vực bình ắc quy này. Nó có một cái rắc này là của dòng Biero, nó có cái rắc này là rắc đọc lỗi, cũng tương tự như Honda và Gia, Suzuki đều là nằm ở bình hết. Thì cái rắc của Gia đây thì nó lại không làm dây nguồn sẵn, mà nó chỉ làm một dây âm với lại một dây Kalai kết nối với IC thôi nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ cắm cái dây vàng vào đây. Đó. Rồi dây xanh các bạn cho vào. Nói chung là chúng ta dùng cái này cũng được, còn chúng ta không dùng cũng được, chúng ta lấy trực tiếp điện bình đi. Đó. Rồi, sau đó chúng ta cũng vào cái chế độ mà chúng ta mở khóa lên trước nhé. Chúng ta mở khóa lên trước. Sau đó chúng ta đọc. Kết nối với xe nhé. Để tôi quay lại cho nó nét. Đây. Bạn chờ chút nha, chỉnh cái máy lại cho nét đã. Đấy, nét chưa? Nét căng. Rồi, đó thì bây giờ các bạn sẽ vào cái chế độ kết nối với xe. Đây là C, Biago. Rồi các bạn chọn là tên xe. Con này nó là ABS. Thực ra thì cũng dễ lắm. Đây là PGN04. Đó, chúng ta đọc. Thì vào đây chúng ta sẽ đọc cái phần khóa, lập trình khóa. Chào các bạn nhé, lấy video đang ấy thì cái ứng dụng Facebook nó bị ấy. Cái ứng dụng Facebook nó bị lỗi. Đây thì chúng ta vào đây. Chúng ta vào cái phần đọc ID. Đó. Rất là nhanh, chưa đầy một giây thì chúng ta sẽ đọc được cái mã này. Đó thì có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ thấy là mã khóa chính và mã khóa phụ. Thì hiện tại trong con IC này giờ nó đang lưu hai mã. Thì cái mã mà lúc nãy chúng ta vừa đọc được á là mã 9E và B9. Đó là 4 số cuối này. Đấy. Thì đó chúng ta đọc được. Đó thì như vậy là đây là cách để cho anh em kiểm tra được, cho chúng ta biết được là xem cái mã của con chip trên chè với lại cái mã ở trong ECM đã trùng nhau chưa. Bởi vì nếu trùng nhau thì xe mới thể có thể nổ được. Được chưa? Vậy thì ví dụ như bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ sau khi anh em đã có được cái mã này rồi thì anh em lại tiếp tục có thể dùng cái máy này để anh em ghi được, dùng những cái con chip mới để chúng ta ghi được nhiều cái mã này để làm được thành nhiều chìa. Đấy. Có nghĩa là bây giờ tôi có một con chip mới nữa, hai con chip mới nữa cũng được nữa, thì tôi sẽ chép hai cái mã này vào trong con chip mới. Nhờ các bạn hiểu không nào? Hai con chip mới. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Đó. Còn trong cái máy thì nó sẽ có cái phần là ghi chip đây. Trong này có phần ghi chip này. Thì rất là đơn giản thôi. Tôi lấy ví dụ đây là một cái chìa mới chẳng hạn. Ha, chìa mới. Chúng ta thả vào đây. Sau đó chúng ta vào cái mục là ghi chip. Mục ghi chip của nó là mục số 3 này. Đó, chúng ta đồng ý. Đồng ý. Chúng ta nhấn đồng ý rồi. Sau đó chúng ta nhập thủ công. Đó. Nhập thủ công vào các cái bàn phím này, gồm những cái mã số mà lại chúng ta vừa đọc được ở con ECM ra. Sau đó chúng ta nhấn chúng ta lưu lại. Thì như vậy là nó sẽ nhận được cái mã của chìa. Các bạn thấy đơn giản không? Đó, Biero thì không có gì khó cả nhá, các bạn nhớ nhá. Rồi, quay trở lại về cái vấn đề tôi chỉ hướng dẫn lại các bạn một lần, nói lại cho các bạn hiểu một lần nữa nha. Là dòng Biero này, nếu trong trường hợp anten hỏng, chip từ lỗi hoặc mất chip từ thì các bạn mở khóa lên, cái đèn báo lỗi ổ khóa này nó sẽ sáng liên tục,
không nháy nha, thì có nghĩa là hệ thống khóa từ của Viago nó đang có vấn đề. Đó. Thì việc của anh em là anh em sẽ kiểm tra bao gồm là một là dây anten, hai là cái vòng anten, ba là cái chip, bốn là mã ở trong con chip và mã ở trong ECM không trùng nhau. Đó là gồm những nguyên nhân. Như vậy là chúng ta thấy hệ thống khóa từ đơn giản không? Và các bạn nhớ nhé, khóa từ không làm thủ công đúng không? Chúng ta phải có máy. Có máy thì chúng ta làm nó sẽ đơn giản hơn, nhanh hơn. Chứ còn làm thủ công thì không làm được đâu. Làm thủ công thì thực ra thì dòng những cái dòng đời cũ ngày xưa thì cũng làm được, nhưng mà nó hơi phức tạp. Thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm trong tài liệu. Còn đời mới bây giờ thì những cái PGN04 với 06 này là bây giờ là những dòng đời mới rồi. Chúng ta không thể nào mà làm thủ công được, phải có máy để chúng ta kết nối, chúng ta kiểm tra ha. Đó. Thì trên khóa từ ở trên piezo này thì cảm biến bướm ga thì xài cảm biến tay ga rời tương tự như Vision AB thôi. Rồi van từ này hai dây cũng như thằng AB Vision thôi. Đó. Công tắc chống ngang. Cảm biến góc thì giống cảm biến góc của Seli 110. Đây là cảm biến góc 12V ha. Cảm biến góc 12V này thì cấp mát cho công tắc chống ngang. Công tắc chống ngang cấp mát đến ECM. Đấy. Rồi, còn hệ thống dơ le đề thì khi nào nhận được tín hiệu của khóa từ đúng thì ECM nó sẽ nối điện mát từ trong con ECM này, nó sẽ đưa đến cốc đề nha. Đưa đến cốc đề. Còn khi nào chúng ta bóp phanh thì điện dương của tốp phanh nó sẽ đến nút đề và nó sẽ đưa vào cốc đề khi chúng ta bấm nút đề. Rồi. Thì công nghệ của thằng này nó cũng chỉ có vậy thôi. Anh em có câu hỏi gì không? Lớp mình có câu hỏi gì không? Hết chưa? Lớp em người nóng cứng hết rồi thầy ơi. Người nóng làm ra làm được hết rồi thầy. Rồi anh em ra thực hành tí đi. Nóng quá, giải lao chút đi, nóng quá. Giải lao uống nước chè đi. Bữa nay không khí không được tốt lắm, nhiệt độ tăng cao. Tắt khóa đi Vinh. Rồi anh em có câu hỏi gì thì các bạn cứ comment ở dưới bài viết cũng như là đăng ký kênh YouTube để các bạn xem thêm nhá. Chào, hẹn gặp lại tất cả anh em.